chào quý vị. Điều hoặc cái cảnh có sai trên toàn quốc. Đây là một khu du lịch rất là đẹp, nổi tiếng ở Thái Nguyên, quý vị ạ. Thì quý vị sẽ nhờ em và chị em và đi viên du lịch ở đây. Đây là cây xanh cổ thụ. Còn là anh thấy là cái kiểu cây như món anh chơi bonsai, chặt cây bonsai, chất lượng, chắc chắn là những cây mà anh cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền, rất nhiều tâm huyết thì phải có được cây. Thì em thì chủ yếu cũng sẽ là nuôi cá coi, có một cái hồ cá coi nhỏ bên phía đối đầu bên phía nhà này. Tuy nhiên thì đúng cá ở đây thì với số lượng cũng như là ông vào chụp với chị. Ông vào chụp với chị. Đây ông vào chụp. Đây chờ đi. Không phải lấy cái nhựa. Thêm bụng dạo một tí nhá. Được không? Cái này nhẹ nhàng như này được ạ. Đây ạ. Cô ơi nhìn vào đây ạ. 1, 2, 3. Đây được em đi hướng dẫn viên xinh đẹp này giới thiệu thì hẳn là quý vị sẽ rất hài lòng. Cảm ơn anh ạ. Em Thanh có cái giọng nói rất là truyền cảm. Vừa các anh nói chuyện là em nói chuyện như phát thanh viên đấy. Đi vào đây cùng mấy em Thanh và bác Sài Đức Huy để chiêm ngưỡng một số cái tác phẩm rất là đẹp. Đây là cái me này, cái me của miền Nam này. Me có cái dáng rất là đẹp. Cái bên là cái cóc. Thank you.
trị về mặt thẩm mỹ rất là cao, và còn cái giá trị về mặt kinh tế nữa. Còn cây rất là cao, đẹp nhỉ? Anh chơi cây mình sẽ biết đấy, để mà tạo được một cái cây như thế này thì nó không phải là đơn giản gì. Đúng rồi em ạ, bởi vì là cái bộ răm đã rất là già rồi, thì thể hiện là 5 tháng của cây, tuổi cây rất là cao. Cái bóng cây rất là đẹp. Nhưng là quý vị nếu như đến tham quan ở đây thì có ngắm cây mấy ngày không hết? Hôm nay là cũng đoàn bonsai Xuân Việt ghé thăm một cái khuôn viên cực kỳ là đẹp của công ty mình. Dạ vâng ạ. Và đó cũng là một cái trải nghiệm rất là quý báu cho đoàn cũng như là cho quý vị thân bên cả nước biết đến cái khuôn viên mà cực kỳ lý tưởng này. Thì có thể là qua cái thước phim này nhiều quý vị sẽ biết đến cái công ty mình, cái khu vui chơi giải trí nhiều cây cảnh đẹp này thì sẽ tìm đến để qua đưa gia đình đến để trải nghiệm cũng như ngắm cái phong cảnh của tỉnh này. Các anh em mình lại di chuyển một số đi. Dạ. Đây mình như ngoài cây sam trái ra phải kể đến cây hải châu này này, được mệnh danh là hòn ngọc của Viễn Đông đấy ạ. Hòn ngọc Viễn Đông. Hòn ngọc Viễn Đông ạ. Rồi. Cái cây này thì khi cái thời kỳ nó nở hoa nhé thì toàn bộ cái phần thân cây này nó bung cái hoa màu trắng bông nhỏ đấy ạ. Cũng rất là đẹp nhé. Còn khi vào đây thì cái này là đã qua một cái đợt hoa rồi. Như anh đang nhìn thấy đây rồi, bây giờ nó đang lộc trái đấy ạ. Mà có chị cái trái này cái chín cái màu của nó cũng đẹp lắm. Và... chắc là nó màu vàng không chuyển là màu đỏ ấy ạ. Dạ. Anh cũng chưa dành được cây này lắm đấy. À, cái này là dòng Seri của Đài Loan anh ạ. À, đúng vâng. Rồi. Đấy, cái này dòng Seri của Đài Loan. Nên nếu như bình thường các chị em mà hay gặp hay thấy là sẽ chỉ thấy cái trái của nó không thôi, chứ ít khi thấy cây ạ. Vâng, cái trái. À, đây quả đấy quý vị ạ. Vâng, đây có quả. Đúng rồi. Bây giờ mình nhận ra này. Nó sẽ khá là chua nhá. Đúng rồi, là hơi chua đấy ạ. Vâng, nên là nếu như các chị em mà thích ăn chua thì là sẽ thấy cái quả này người ta bán để dầm muối ớt. Vâng, chứ còn ít khi mình nhìn thấy những cái dòng cây bonsai như thế này lắm. Để mà có được cái cây này thì nó cũng đòi hỏi anh... nhiều cái kỹ thuật đó. Anh cũng đi quay nhiều nhưng anh lần đầu tiên anh nhìn thấy cây hải châu. À không, à, quên, cây Đài Loan. Vâng, cái này là Seri Đài Loan ạ. Vâng. Cái vườn ở đây là rất nhiều cây này. Là công ty đã phải đánh dấu thứ tự, đánh số thứ tự em nhỉ? Vâng, cho em cái này phải đánh dấu thứ tự. Vì bên cạnh cái việc chơi là chúng em vẫn còn có kinh doanh nữa. Rồi, quản lý trên trang web nhỉ? Dạ, có thể là website. Ta cũng muốn cái số thứ bao nhiêu là mình có thể đưa vào trong đấy. Đây là cái mai chiếu thủy này. Vâng, cái này là dòng mai chiếu thủy ạ. Cái dòng này là lu da đen. Về mai chiếu thủy thì em có hiểu sâu về mai chiếu thủy? Thực ra là đối với tất cả các dòng cây cảnh ở đây cho em thì cũng sẽ biết sơ sơ thôi, chứ còn không thể nào mà hiểu sâu được về cây cảnh giống như là các anh được, hoặc là như là chú Dũng ạ. Và cái đấy thì mình đòi hỏi là có cái khoảng thời gian, và hai nữa là mình có cái gọi là cái tâm huyết hơn một chút. Vâng. Nhưng mà em cũng làm việc đây rất là lâu rồi. Dạ vâng ạ. Hẳn là những cái cây này cũng gắn bó với em rất là lâu. Dạ vâng. Em cũng về cái đẹp, dáng thế thì chắc hẳn là em cũng hiểu một phần đúng không? Dạ vâng ạ. Đây một cây mai rất là đẹp. Cây này là đầu năm là hoa rất là đẹp. Đây những cây già nhé, những cây già thì mới có cái đợt hoa sau này em ạ. Đây là cây mà rất già thì mới có cái đợt hoa sau. Còn thường là mùa hoa chính của nó thì sẽ 2/3. Mùa hoa chính của nó thì toàn bộ những cái thân cây này nó được phủ trắng bởi những cái bông hoa nhỏ li ti như thế này. Đúng rồi. Cây này đúng mùa rất đẹp. Cái phần thân hoành này có cái độ khó rất là cao, thân có cái khúc cua. Món anh chơi cây cứ bình là cái khúc cua tay áo á.
tay của mình này. Gấp xỉu tay đúng không ạ? Gấp rất là khó. Xỉu tay à, vâng. Thì đây là cái ổi mà có cái độ khó rất là cao, độ kỳ dị rất là cao. Đáng quý rất là. Cây ổi quý hiếm. Quý hiếm. Gần như các cây đẹp chúng ta cũng đã có chân bên phía đằng trước này rồi. Và các bạn và bên này thì nó phong phú. Các bạn như cái bên phía trong khu vực sinh thái thì sẽ có một cái vườn tùng riêng. Các bạn sẽ có chơi những đặc riêng, đặc khu riêng ạ. Và những khu riêng. Đây cũng là cây mai như da đen đẹp. Trong kia cái cây vú sữa nhá. Cây vú sữa này cũng rất là sai quả anh nhé. Mà tất cả những dòng cây ăn quả mà làm thành cây bonsai bên em thì nó đều cực kỳ sai ạ, đều cực kỳ sai trái thôi, sai quả đấy ạ. Đây này cây vú sữa bonsai đẹp quá quý vị. Đây hoa đang rất sai anh chị ạ. Sai quá. Sai hoa mà nó còn đậu quả đấy. À, khi mà nó đậu quả cho em phải tỉa bớt ra đi ạ. Chắc là một cây này mình sẽ chỉ để lại một cái số lượng nhất định thôi. Thôi mình sẽ không để cho nó nuôi hết ngần đấy quả đâu. Nó sẽ hại cây ạ. Vâng, à, cho em sẽ chỉ giữ lại ví dụ như một cành như thế này. Chỉ giữ lại tầm khoảng 1 đến 2, 1 trái thôi. Một đến, vâng ạ, chỉ khoảng khuôn tầm điểm như thế thôi ạ. Tại vì là vừa anh cũng thăm quan ở trên kia. Là thấy là vừa đánh trúng rất nhiều cây như thế này. Có dòng cây khô mình sẽ đang nuôi nữa. Cây mà đã hoàn thiện lên trọng như này rồi thì có gắn cái cây khô. Cái này chính là cây hải châu anh ạ. Cây này cây là hải châu. Dù là cái con sai đức huy cũng đi từ cái bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vì là cái bất ngờ bởi vì cái đẹp của cây cũng như cái đa dạng cây. Và hơn nữa là cái số lượng cây rất là lớn, rất là đa dạng chủng loại. Thì phải nói là không đâu là đa dạng cây bằng ở đây và nhiều cây ở đây. À, dạ vâng ạ. Mà đặc biệt là toàn cây đẹp thôi, à, có giá trị rất là cao. Những cái cây mà đã được đưa về bên trong vườn này thì cũng như là anh có trao đổi trực tiếp với chú Dũng thì anh cũng biết ạ. Những cái cây mà được đưa về đây đều là những cây mà được tuyển chọn rất là kỹ rồi và cũng sẽ có rất là nhiều cây nhé, cũng có rất là nhiều cây mình đã đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi bonsai quốc tế đấy ạ. Vâng. Đây là cây Sơn Hy Đài Loan ạ. Vâng, Sơn Hy Đài Loan ạ. Cái này em có nhìn dáng thế này em có thích không? Đây là một cây rất là đẹp đấy ạ. Đẹp. Vâng, một cây rất là đẹp đấy ạ. Là cái dáng bonsai mà đã hoàn thiện rất là lâu rồi. Không nhiều cây có cái dáng như này. Cây này cái dáng quần phụ em ạ. Rất nhiều thân tụ lại. Hiện cái sự đoàn kết rất là cao. Trong một cái khối đoàn kết có thân to, vừa và thân nhỏ. Trao đổi với anh thì cũng học thêm được rất là nhiều, vâng ạ, rất là nhiều cái kiến thức về cây cảnh nữa. Cái toàn bộ cái tâm của mình trồng chanh đá quý này. Thế và bên này là trung tâm tổ chức sự kiện. Đây đấy là cái trung tâm tổ chức sự kiện ạ. Tức là cái trung tâm tổ chức sự kiện này thì nó có sức chứa đến tầm khoảng 400-500 khách. Tức là khi mà mình có tổ chức những cái tiệc cuối năm đấy, những cái hội nghị hoặc những cái sự kiện hoặc là những cái tiệc cưới đấy thì sẽ khu bên đây là cổng với cổng vào, mới cổng vào khu lịch sinh thái đấy ạ. Em có thể đi cùng anh tham quan cái khu đấy, khu đấy rất là đẹp. Vâng, mời anh ạ. Thank you.
một lần là cũng muốn trở lại. Dạ vâng ạ. Ở đây hôm nay anh mình tới tham quan một mình như thế này thì làm sao mình có thể đưa cả gia đình mình tới đây tham quan không ạ? Hôm nay đi cùng đoàn có thể sự kiện thì sẽ có một ngày gần nhất là anh sẽ đưa gia đình đến đây để tham quan cũng như trải nghiệm cái quang cảnh ở đây. Cái này đẹp lắm, thú vị. Trên này là trên ban ban tối là có hệ thống đèn. Dạ, ban cho em có một cái hệ thống đèn ở đây, đây là buổi tối rất sáng rất là đẹp. Cảm ơn em nhé. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em đã đưa anh đi tham quan hiểu hơn về cái trung tâm của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn ạ. Vâng, rồi em cảm ơn anh nhé.